web server nè server svr02 nè. Ok, lỡ nhóm cho một căn start nhóm cho Windows Administrative Tool hay nhóm cho lỡ biểu thá Internet Information Service đúng mùi cả IIS nè. Ok, và tao mà tiết nhóm tài lẽ cả lại những chân nhóm expand viết, nhóm expand viết nhóm cho nó lỡ size, nhóm right click nhóm cho biểu thá add size. Ok, lỡ nhóm đặt cho một size mà nhóm làm nhóm cho một thá testing.com. Ok, và tao mà tiết lại physical part ấy cứ nhóm point mà căn path đại vi store directory đồ web server bao dương được mùi có website bao dương nè. Ok, lấy nhóm stand này nhóm cho nó lơ anh ấy là mình chung thá inet pub đi hay nhóm cho directory www root nè. Ok, lấy nhóm testing mùi dần nhóm mà toàn configure trong cháy nhóm testing www.testing. Ok, chẳng việc miền ấy nó việc chính nhất cả nhé. Nhưng bay là dùng nó phải chính. Ok, chẳng việc miền ấy tế bị error. Nhưng bay http www.testing.com cứ bị error mong á. Chẳng việc miền toàn miền website nhé. Này cái bị error ấy. Ok, lấy dùng cho một căn dùng close cho xin tới bây giờ xin. Ok, lấy nhóm cho một căn root viết nhóm ok. Ok, lấy nhóm đặt thà chung phong với nhóm www.testing.com này. Ok, trên nơi khu nông physical directory này nhóm hoàn toàn miễn vì nơi khu nông trải xí lấy nhóm copy này màu nhóm cho explorer. Ok, chẳng việc toàn miền file ấy nè, lại nhé nè, chẳng dừng thử các file website mới em bị đặt cho nè. Ok, lời nhóm, lại nhé nhóm ok xin tới, nhóm cái draw là hơi. Ok, port bị bắt sắp. Nhóm ok mà. Ok, chẳng tập năng tế, và toàn một tiết nhóm minimize nhóm mối, nhóm clock chính. Toàn một tiết nhóm thử các bằng cả website mới. Một thỏ nè, nhóm right click, nhóm vô nhóm open viết. Ok, chứ nhóm mang cắt HTML file mới này mình đã nhóm tự xe tha hello.webserver nè. Ok, lấy nhóm add cho rename viết tớ đặt tha index. Ok, index HTML chứ nhóm right click, nhóm vô open nhóm bảo vệ cho mỗi node page mỗi sinh. Ok, chẳng nhóm sẽ đặt ta hello web server tập bằng này. Ok, chẳng nhóm score lại. Ok, chẳng nhóm bật cả index mới nè. Chẳng nhóm copy index nè. Đặt cho nó nóng directory trái xí hay internet pub nè. Hay root directory nè. Nhóm phá vi cho. Ok, bây giờ một tiết nhóm clock viết. Hay nhóm thơ cá cho nó lượn nè. Website nè. Hay nhóm restart emotion. Ok, nhóm stop hay nhóm start. Nè. Tòa mà tiết nhóm cho một căn IIS nâng tờ đá. Nhóm mình IIS lục áp sân www.testing.com. Toàn result tế cho nhóm ipconfig/flog.dns. Ok, flog DNS nó lưu web server nó sẵn. Ok, và tao mà tiết nhóm cho một căn DNS mà nhóm DNS server nhóm flog DNS đài nè. Tầm bây giờ clear khá chất này ipconfig flog DNS. Ok, tao mà tiết nhóm mình nè lookup www. testing.com. Ok, chẳng vì result lên nè. Ok, chẳng vì result testing.com mà căn IP bao web server nhóm mà rồi cao phí chuyên rồi hồng bấy cho đọc chuyên rồi mùi nè. Ok. Ok, chẳng lấy dương chập bắt đàm thuơ cả cho một căn web server nhưng mà này rồi áp đọc tiếp. Ok. Để
testing.com. One end of AppSecure. Okay, chẳng viết result lên nè, nhé. Okay, score lại. Lấy nhóm cho một căn window thêm vào nhóm nhóm chọc vào đây access một căn website nè. Ok, lấy nhóm cho một căn CMT hay nhóm end line of action. Ok, chẳng vì result hay mà IP đánh nè. Ok, lấy nhóm thư ca bao Internet Explorer mới. Hãy nhóm váy website nằm mắt www.testing.com. Ok, chẳng vì chênh máu này nọ nhé. Vì chênh biệt thái Hello Web Server nhé. Ok, lấy nhóm ai cho nên lưu Web Server luôn ấy. Hãy nhóm báo browser test của bạn này nhé. www.testing.com. Okay, chẳng khi vi chỉnh màu này, web hello web server. Okay, chẳng vi score web server bỏ này bỏ dưỡng nó tạm giá domain name này www.testing.com. Okay, chẳng là lấy những ai dùng ai thưa ca cài index nâng từ chỉ bị fc của bạn này là u thôi dùng cài vía nhầm open with not paid nhầm đặt thang ở nhầm chạy môi máu nhầm đặt thang Welcome back home. Chẳng hạn. Ok. Ta mở nhầm xíu. Hay nhầm copy ảnh ấn cho tôi reflect tên đơ folder đại dương store directory nâng máu. Nhầm pha viết. Chẳng bị override. Ok. Tổ mà tiếp dân thua ca refresh hạ năng máu. Ok nhé. Hello web server welcome back home nè. Ok chẳng đời sao ta nhóm inter nè khăn ông nốt page nâng vì ọt score vì ọt score inter nè chẳng vì ao dân chụp to khăn nha chẳng nè. Ok chẳng rưu mưa cả nè là ọt nè ai thua ca copy ở đi chô bài nè. À ní vì mình cẩn thận xếp nè. Ok nhé. Mình rụp phía bụi hơi chẳng nè lời chứ mà nhóm copy vì chô á. Nhóm ai thử cá lục anh đi cháu. Tổng một tiết nhóm ai rename viết index. Ok, nhóm copy ở đây, reflect index thì có thể index sẽ thời đây. Reflect. Ok, index ở thêm ở sẽ có long html. Ok flash np và lấy dùng lục bản đi chào môi dẫn. Ok lấy dùng lục bản đi chào dùng đại phần. Ok, bắt đầu tiếp nhầm cho window 10 nhầm refresh màu. Ok nhé. Tại sao này vậy bạn, nhưng mà bạn copy hoặc hiệp cho là nhầm copy hoặc hiệp cho mới tiết. Hiệp này chúng ta một con root, nhầm phá hụt nhầm cho tới. Ok, bắt đầu tiếp nhầm refresh. Nhầm refresh. Ok, cái bị chanh màu á. Ok, tầm bất file này cứ chỉ file là index dot html hay mau cho một cục hiệp, anh ấy cứ cho cục hiệp nè. Ok, chẳng chẳng anh sẽ mặc căn http www.testing.com bán nè. Ok, chẳng dùng anh thuê ca cài file nâng mối tiết của anh này là dùng thơ. Dùng thuê ca cài file mối tiết của mọi này là ổn này cất thà chẳng lắm, mà là dùng thuê ca cài nên lơ cục hiệp mong tên. Dùng cung vùng mua muối tạ khôn vậy. Chúng mới chẳng vì sẽ tới khuyên viên vùng mua của hôm nó ngọt. Còn một tiết nhầm copy hụt nắng. Mọi nhà chỉ lòng nên nó đi chỉ lòng thà nắng. Default mất vay tới vì error với trình chẳng hết. Nhầm phạt về chỗ, nhầm reflect.
Okay, bây giờ mình tiếp chúng ta sẽ mở căn Windows 10 nhưng refresh đi mà. Ping Chrome. Okay, chúng ta sẽ xem mở căn web server nó tạm giá domain www.testing.com mà này nhé. Okay. Chúng ta chuột mở căn server DNS à xem. Đây mà. Okay, chúng chỉnh nhé. Ok, chẳng đã tôn cho mùi nâng ca bằng cách A-Record hay dương thua ca testing configure web server. Ok, chẳng lần ốc này ai follow tao video này bán, đó là bài testing đó nè. Ok, chẳng xử mẹ video ngày này nhóm xung bà chọc được trong nâng tế đã tôn cho mùi nâng ca bằng cách A-Record hay là DNS server hay thua ca point A-Record nâng tư can IP robot web server hay dương thua ca testing cho mùi nâng Windows 10. Ok, chẳng xử mẹ video ngày này nhóm xung bà chọc trong nâng. Okay, chân complete chui like, comment, kudu chui subscribe, and lưu channel bỏ nhung phong, nông bay tự tù bàn là video thông minh thông minh. Okay, chân xung hộ con chân.